Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thông tin đơn vị đã lấy lời khai của Trần Quốc Huy, 36 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương, 34 tuổi, cùng ngụ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh để điều tra, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi xảy ra trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Trần Quốc Huy khai nhận từ năm 2018 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023 đã gom tiền mượn hụi của khoảng 500 lượt người để làm ăn. Tổng số tiền mượn gom hụi đến nay khoảng 80 tỷ đồng. Số tiền trên Huy đã đưa cho một số người để cho vay đáo hạn và cho chị em bạn bè mượn để làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người trong số này quyệt nợ khiến tiền hụi bị hụt, gia đình đối tượng phải lấy tài sản nhà, đất mang cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả hụi. Trong 2 năm trở lại đây, không làm gì ra tiền, trong khi đó số tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài cộng với gốc và lãi ngân hàng có tháng lên đến gần 900 triệu đồng. Nhận thấy không còn khả năng trả nợ nên vợ chồng Huy đã tuyên bố vỡ nợ. Liên quan vụ việc trên, đại diện Công an huyện Thống Nhất cho biết hiện có gần 230 người cho chủ hụi này vay với số tiền lên tới 46,5 tỷ đồng, trong khi đó người góp hụi ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 4 tỷ đồng. Theo Trung tá Lê Trọng Nam, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Thống Nhất, hiện đơn vị đang làm việc với vợ chồng Trần Quốc Huy và các bị hại để sớm làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. Trong trường hợp hành vi của vợ chồng anh Huy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố điều tra theo quy định. Trung tá Lê Trọng Nam cũng cho biết vợ chồng Huy đang ở địa bàn, không có chuyện bỏ trốn. Cơ quan công an đề nghị các bị hại cần sớm hợp tác với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin liên quan, tuyệt đối không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác lên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cũng như quá trình xác minh, làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, Tòa Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng, thì bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn những thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân. Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Phương Hằng. Trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án này, ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan tố tụng, trong đó có Tòa án Nhân dân TP.HCM để tố giác về việc ông Huỳnh Uy Dũng đồng phạm với bà Hằng. Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa chuyển đơn tố giác của ông Tuấn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, người có đơn biết. Thông tin thêm về tình trạng hết vaccine trong tiêm chủng mở rộng. Theo đề xuất của Bộ Y tế, thì các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ được triển khai theo hai phương án. Đó là đặt hàng đối với vaccine sản xuất trong nước và đấu thầu tập trung đối với vaccine nhập khẩu. Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho hay, để đảm bảo nguồn cung vaccine tiêm chủng mở rộng cho các địa phương, Bộ Y tế đã có tờ trình báo cáo Chính phủ và đề xuất một số giải pháp. Cụ thể, đối với vaccine sản xuất trong nước, Bộ Y tế đề nghị có thể thực hiện theo hình thức đặt hàng bạch hầu ho gà uốn ván DPT, vaccine uốn ván hấp phụ TT, vaccine phòng lao đông khô BCG, vaccine uốn ván bạch hầu hấp phụ TD, viêm não Nhật Bản, viêm gan B, sởi rubella, bại liệt. Đối với vaccine 5 trong 1, Bộ Y tế thực hiện đấu thầu tập trung. Các địa phương đăng ký số lượng và đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Y tế, tiến hành đàm phán giá, ký thỏa thuận khung. Các địa phương ký hợp đồng và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp từ nguồn ngân sách địa phương. Các loại vaccine sản xuất trong nước, các địa phương đăng ký nhu cầu với Bộ Y tế, thực hiện ủy quyền cho Bộ Y tế đặt hàng. Bộ Y tế căn cứ vào số lượng, nhu cầu thông báo cho các cơ sở sản xuất để xây dựng phương án giá đặt hàng tính đủ các yếu tố chi phí, tổng hợp phương án giá gửi Bộ Tài chính để thẩm định, phê duyệt giá đặt hàng. Theo Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, trong tháng 6 tới, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức đề nghị số lượng đặt hàng vaccine và dự kiến thời gian bao lâu địa phương nhận được vaccine.
Chia sẻ về thị trường bảo hiểm thì mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, để tránh tình trạng mập mờ trong việc triển khai hoạt động khai thác sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, các đại lý tổ chức, điển hình là kênh phân phối qua ngân hàng, phải nghiêm chỉnh chấp hành, cấm lôi kéo, tư vấn không đầy đủ, ép khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Theo đó, Bộ trưởng Bộ này đã thẳng thắn thừa nhận, trong quá trình tăng trưởng nhanh về số lượng thì chất lượng bảo hiểm lại chưa có sự phát triển tương xứng. Điển hình là thời gian qua, thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, đã phát sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, cũng như dịch vụ chăm sóc và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Để khắc phục, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần làm việc với nhau và có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ pháp luật, cấm các hành vi mời chào, lôi kéo, tư vấn không đầy đủ hay gọi là ép khách mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Về pháp lý, nhiều quy định mới đã được cụ thể hóa theo hướng chặt chẽ, đầy đủ hơn trong các dự thảo. Liên quan vụ Công an Đồng Nai điều tra chuyên án bán giấy nghỉ bệnh, tối ngày 31 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho hay từng phát hiện 3 phòng khám bán giấy thu hồi số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận từng kiểm tra 3 phòng khám tư nhân là phòng khám đa khoa Tân Long, phòng khám Tam Đức và phòng khám Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Phát hiện những nơi này bán giấy nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đây cũng là 3 trong số các phòng khám mà Công an thành phố Biên Hòa vừa phát hiện thu giữ nhiều tài liệu. Sau khi xác định 3 phòng khám bán giấy khống, xác nhận cho người lao động giả bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã thu hồi trên 7,2 tỷ đồng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Công an xác định ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Ngoài ra, công an phát hiện ở các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92 tăng 390 đồng trên 1 lít, giá bán ra không cao hơn 20.878 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 tăng 516 đồng trên 1 lít, giá bán ra không cao hơn 22.015 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel 0,05S giảm 11 đồng trên 1 lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa giảm 198 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng trên 1 lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 275 đồng trên 1 kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng trên 1 kg. Tại kỳ điều hành này, cơ quan chức năng thực hiện trích lập quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, xăng RON 95 ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu diesel ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu hỏa ở mức 300 đồng trên 1 lít như kỳ trước, dầu mazut ở mức 300 đồng trên 1 kg như kỳ trước, không chi quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.